Vậy là một năm học nữa sắp phải kết thúc, nhất là đối với lớp 12 C1 chúng em. Đây là một năm cuối cùng mà chúng em được học tập và vui chơi trong ngôi trường Thanh Bình mến yêu. Chúng em thật may mắn khi được các thầy cô quản nhiệm và những thầy cô bộ môn ví là một lớp kim cương của lớp 12. Và càng tự hào hơn khi chúng em được thầy Đoàn Thanh Quang làm quản nhiệm. Thầy nhìn vẻ bề ngoài tuy có vẻ là một người ít nói và trầm tính, nhưng bên trong thầy ẩn chứa đó là cả một tình yêu thương. Thầy như là một ngôi sao trên trời cao chiếu sáng cho chúng em, dẫn đường dẫn lối cho chúng em bước vào cuộc đời. Giờ đây khi chúng em sắp phải rời xa ngôi trường để đi tiếp cuộc đời mà chúng em chọn, em xin thay mặt lớp 12 C1 gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất Hội đồng Quản trị Thanh Bình, cô chủ tịch trường, các thầy cô giáo bộ môn, các cô bảo mẫu và các má, các bố, và gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và nhất là đối với thầy Đoàn Thanh Quang. Xưa một mối tình thơ cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Yeah. Ôm nhau lần cuối nó có bạn thân. Năm sau chúng ta không là bạn cùng bàn, không cờ chung lại nói chung từng bạn văn. Này bài tập toán cũng đến hẹn ngừng làm. Tạm biệt thằng bạn hiểu tính cách suốt 3 năm. Tạm biệt vỡ soạn và cả sách giáo khoa văn. Hết luật lệ và mặc kệ đúng sai. Cảm ơn người mẹ thứ hai vì đã chắc mắng quan tâm. Hello mọi người, tụi mình sẽ chuẩn bị cho anh thầy đi thôi. Đi mình đi các bạn. Thầy. Xin chào. Tụi em á thầy, là năm cuối rồi thầy. Thầy có muốn gì muốn gửi gắm tới tụi em không? Thầy nói đi. Nói thẳng luôn đi. Nói thầy ơi. Lại ơi. Để thầy căng quá. Thôi chúc các bạn năm cuối cùng đậu được những gì mà mình mong muốn. Rồi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của cha mẹ mình giao cho mình. Chúc các bạn thành công. Còn gì nữa không thầy? Thầy có buồn tụi em gì thì nói không. Với thầy không có gì buồn hết thầy. Nói đại vẫn thầy vẫn vui. Vẫn vui hết thầy. Vẫn vui như ngày nào. Thì ông thầy thiệt. Nói lời trong lòng đi thầy. Nói thật trong lòng luôn. Thiệt hết thầy. Ừ. Nhưng mà mấy lần thầy ít nói với thầy, tụi em không biết là tụi em sai gì hết sao thầy. Đâu có sai gì đâu. Ý là thầy nhiều khi em thấy thầy ít nói thầy. Thì ít nói là cái bản tính của thầy mà. Từ xưa giờ như vậy mà. Nó có thay đổi gì được đâu. Thấy không? Rồi thầy em I love you thầy cả đi. I love you. I love you thầy. I love you thầy. Bao yêu thương trong ta tìm về. Một thoáng trường xưa đang là thời gian thôi đưa. Lớp chúng thầy. Nghe bừng hôn trong tim một thời. Đêm bước ngày xưa ước mơ người con đau nước. Và lời cuối cùng em muốn nói là 12 số 1 6 vì đam mê 6 và 1 đất. Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. 12 số 1. Những năm sắp tới và những ngày cuối cùng của năm tháng học trò. Nói gì giờ trời? Bà cứ nói nêu cảm nghĩ của mình đi. Bà cứ nói thật, không được nói láo. Đây là nêu cảm xúc. Lớp em rất hòa đồng, vui vẻ. Chào, thấy quấn lộn quá trời. Đâu, hơi bị hòa đồng, lâu lâu đánh lộn tí thôi. Bạn có cảm nghĩ về gì về những năm, những ngày tháng sắp tới mà bạn sẽ học, cố gắng học nào để thi vào trường mà bạn mong muốn? Em sẽ chơi từ đây tới cuối năm mà không học gì hết. Về những năm... Bạn này rồi hả? Mày biết tao nghĩ là bao nhiêu tấm hình trong đây không? Mọi người đi tiếp. Đó, rồi. Học sinh giỏi thứ 2 lớp C1. Sắp rớt hạng rồi. Học giỏi nhất. Em nhà hàng của nó nè, bạn có cảm nghĩ về phải xuống. Để đi phỏng vấn. Bạn có cảm nghĩ gì về những năm tháng đã học tại ngôi trường Thanh Bình và những ngày cuối cùng bạn
sẽ làm những ngày gì và học hành như thế nào để thi vào trường mà bạn mong muốn? Ngủ thôi là vô trường mong muốn rồi, không cần phải học. Ok chưa? Ngủ thôi là vô trường mong muốn rồi. Quá tài, quá tài. Quá tài. Tiếp. Rồi. À, bạn cảm nghĩ gì về những năm tháng mà học nghệ ngôi trường Thanh Bình và sau những ngày sau này, những năm tháng cuối cùng, bạn sẽ học ngành như thế nào để thi vào trường mà bạn mong muốn? Thực sự thì suốt những năm tháng mà học tại ngôi trường Thanh Bình này thì mình có được dẫn những người bạn rất là tốt. Mình được học trong một cái môi trường rất là tuyệt vời và có rất là nhiều thầy cô truyền đạt cho mình rất là nhiều kiến thức bổ ích về cái cuộc sống như thế này. Và mình mong muốn là sau khi mình rời khỏi cái ngôi trường này, mình chắc chắn là mình sẽ cố gắng mình thi để mình đậu vào một cái trường đại học đó, nó rất là xứng đáng với những gì mà thầy cô mong muốn. Và ví dụ như trường nào? Ví dụ như là Đại học Bách Khoa chắc chắn là được. Hàng đầu đầu tiên của mình là Đại học Bách Khoa. Hôm nay này bạn học với Bách Khoa, em ngủ nó học, hai thằng đều vô. Được. Tiếp đến. Ai ta? Đây. Lớp trưởng của lớp C1 nhưng mà tôi lớp trưởng, tôi lớp trưởng. Ôi, Việt Hoàng đến nơi rồi, Việt Hoàng đến nơi rồi. Lớp trưởng. Ê, anh cầm đi. Tôi. Cái muốn không con không? Tao phải đứng giữa. Dạ thưa quý vị, đây là lớp trưởng của lớp 12C1. Hello các bạn, mình là lớp trưởng của lớp 12C1. Mắt thấy vậy có thấy trường đại học hành ok không em? Nhưng em có kính anh, em có kính. Tại sao được làm lớp trưởng như lớp 12C1 không? Không nên nè, chúng ta không nên. Thật ra là lớp em không ai bầu hết á, là lớp em là không ai làm hết nên là lên. Thôi anh ơi, bạn này đi anh ơi. Bạn này bạn Chu Hiếu đẹp trai nhất lớp em này anh ơi. Nói gì đi. Bạn này hơi bị rap hay luôn. Bạn này đúng rap hay luôn anh ơi. Rap Vô. Trời ơi, mất mặt quá. Tôi hát bà hát bài tôi nghe. Vô. Bài tôi nghe mình nè. Mình sẽ tặng tặng đi, trời ơi. Thôi anh ơi, ngại quá anh. Ngại cái gì? Nhiều khi ngại đi.